Con chào sư, sư cho con hỏi, vị Phật độc giác và chánh đẳng giác có phải trải qua bốn giai đoạn tương đương với sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả của một thánh thanh văn trong đêm thành đạo hay không? Hay là ngài đắc luôn chánh đẳng giác mà không cần trải qua lần lượt quá trình kia? Con xin sư trả lời và bài kinh ấy. Cảm ơn sư. Về câu hỏi này thì xin mời Đại Đức Tuệ Tường sẽ trả lời. Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, thì như đại đức hiện tại có đọc cái câu hỏi quý vị đó nói rõ ha. Thì ở đây á, sư mở rộng cái vấn đề mà trả lời cái câu hỏi này hơn, trước khi mà sư dẫn chứng kinh tạng, dẫn chứng chánh tạng là cho rõ câu hỏi này. Chỉ một điểm nói thêm cho quý vị thôi, như vậy không chỉ riêng vị Phật toàn giác hay vị chánh đẳng giác thưa vị, hay là nó rộng hơn là có thêm một cái hạng, cái nghĩa là cái hạng hạng thánh nhân đó, hay đúng là hạng người đó, hạng người chứng đắc đó. Gọi là cái hạng người đó từ Bali gọi là Utkha Tí Tanh Nhu, có nghĩa là khi nghe một câu kệ đắc một phát liền a la hán luôn. Trong kinh điển chú giải nó rất là nhiều, nghe nghe xong câu kệ rồi đắc liền a la hán luôn. Thì có một số vị, có một số vị đôi khi cũng có cái thắc mắc này, hay là có cái hiểu lầm này, cứ nghĩ là nghe một phát là đắc a la hán liền, nhưng mà không phải thưa vị. Thật sự là một khi mà đã là a la hán hay là giác ngộ, một cái bậc giác ngộ, giác ngộ đây giác ngộ lý tư diệu đế nha, đó là thinh văn, là Phật độc giác, Phật toàn giác đều phải trải nghiệm qua bốn đạo và bốn quả thưa vị, mặc dù là cái hạng mà gọi là chứng đắc một Utkha Tí Tanh Nhu như vậy. Rồi ở trong đây sư, cái đó là sư địa điểm, sư nói thêm cái điểm đó để cho quý vị hiểu rõ hơn thôi, phải không? Ở trong đây quý vị hỏi là vị Phật độc giác, vị chánh đẳng giác thì có phải trải qua bốn giai đoạn tương đương sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả không, hay là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo đó, nói gì đó ha. Nói đạo đi, nói đạo đi, nói đạo đi cho nó chuẩn hơn đó. Rồi dẫn chứng là kinh đâu? Kinh quan trọng, kinh nè, cái chính chánh tạng có nói không nè, cái điểm đó quan trọng không có nói. Thật sự trong video pháp thưa vị, trong video pháp mà nếu quý vị học tới cái phần mà tới cái bộ mà bút lá banh nhất tý, tức là bộ nhân chí định đó, cũng có nói này vấn đề mà chứng đắc đạo các bậc thần thánh này nọ rất là rõ, nhưng mà ở đây ở trong tăng chi á có nói rất rõ nha. Quý vị xem giúp sư là cái tăng chi phẩm một người, là phần bài kinh số 170 187 đó, bài kinh có tên là Như Lai, thì có một đoạn ha, sư trích nguyên văn hay sư đọc nguyên văn cái trong chánh tạng ha, chữ bị rõ nha. Thì nguyên văn bài kinh rất là dài, nhưng mà có một đoạn ngắn lại về vậy để Đức Phật toàn giác ngài khẳng định một rõ rõ một điều như vậy: sự xuất hiện của một người này các tỳ kheo là sự xuất hiện của mắt lớn, là sự xuất hiện của đại quang, là sự xuất hiện của đại minh, là sự xuất hiện của sáu vô thượng, là sự chứng ngộ bốn vô ngã giải, là sự thông đạt của nhiều giới, là sự thông đạt của các giới xa biệt, là sự chứng ngộ của minh và giải thoát, là sự chứng ngộ quả dự lưu đó, là sự chứng ngộ quả nhất lai, là sự chứng ngộ quả bất lai, là sự chứng ngộ quả la hán của một người ấy là ai? Đó là ai nè? Chính là Như Lai bậc a la hán chánh đẳng giác. Sự xuất hiện của một người này các tỳ kheo là sự xuất hiện của mắt lớn, là sự xuất hiện của đại quang, là sự chứng ngộ quả la hán đó. Thì cái đoạn này nói quá rõ rồi, cho nên là suy nghĩ đến đây là câu trả lời đây là khá đầy đủ rồi, và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi đây. Thì sư cũng có hỏi Hòa Thượng Pháp Chất về các cái tài liệu vi diệu pháp. Thì tài liệu Hòa Thượng cũng có nói đó là cũng tương tự như là Đại Đức Tuệ Tường thôi, tức là bất kỳ một vị chứng A-la-hán nào thì cũng đều phải trải qua bốn giai đoạn, là tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo, luôn luôn như vậy. Chẳng qua là đối với những vị mà nói liền cái đạo quả cuối cùng á, như là Đức Thế Tôn hoặc là các vị nói là chứng ngay đạo quả A-la-hán,
thì do cái sự chứng cái dòng tâm của họ đó, nó quá nhanh, tức là cái tâm sơ đạo ngay sau đó là tới tâm nhị đạo, rồi ngay sau đó tới tam đạo và ngay sau đó tới tứ đạo luôn, thì nó tâm nó quá nhanh, chứ không phải là nó không có ha. Thành ra là việc chứng đắc thánh quả mà A-la-hán á, thì sẽ cần phải đi tuần tự, còn nhanh chậm là tùy mỗi vị ha. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.